Xin chào các bạn đã trở lại với cái video theo của mình người Huy sinh đây. Và trong video hôm nay, mình sẽ thử một mình cân cơ Phật tổ với đại trái Mắc Man các bạn. Nhưng lần này mình sẽ kết hợp với tập cá V4 nha. Chưa video thì xin chúc các bạn mấy thời vui vẻ nha. Và nếu như các bạn thấy video hay thì nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Rồi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi mua chim nha các bạn. Đấy, cầm một trái cát đi luôn. Ok, thì ở video trước ấy, mình có dùng tộc dùng cái trái báo ấy. Sử dụng tộc cá ấy, mình thấy nó khá mạnh. Thì hôm nay mình sẽ thử kết hợp lại cái trái Mắc Man để xem nó có mạnh không. Đấy, có win được không. Chứ thực ra là tầm 1 tháng trước mình đã thử dùng trái Mắc Man kết hợp lại tập tộc Cyborg đi rồi. Đấy, thêm một tộc quỷ nữa, nhưng mà nó không thành công. Thì hôm nay là mình sẽ kết hợp với tộc cá nha, để xem liệu mình có thể thắng được không. Chứ video hôm trước ấy, mình kết hợp lại trái báo với tộc cá mình thấy rất là mạnh. Đấy, cực kỳ mạnh luôn. Rồi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu gọi là vào cái hành trình này luôn nhé. Đây, đầu tiên là mình sẽ bay lên này. Đấy, rồi đợi con mệnh quái nó xuống kiểu như tụ tụ với nhau ấy, mình sẽ xả skill xuống. Đấy, Mắc Man đam to vách trưởng à. Ui, thật sự là mình thấy Mắc Man nó chỉ đi đất ấy, nó chỉ kém trái Phật tổ thôi các bạn ơi, nó chỉ kém sau để về tốc độ nhanh ấy. Đấy, cái tốc độ nó kiểu như quái cực kỳ nhanh luôn. Đấy, xem lại. Đấy, tất cả chiêu đều quả gây đam luôn các bạn. Từ cho Z này. Đấy, từ chả nhìn cái gì, từ chạy đấy. Rồi, bay lên này. X này, C này. Ui, hơi lag các bạn ơi. Đấy thì các bạn biết tập cá của bốn rồi. Khi chúng ta gọi là bật lên là sẽ có một lượng dấp ảo cực kỳ nhiều. Và khi mất dấp ảo ấy thì, ui từ sắp bị lag à. Khi bị mất dấp ảo đi ấy, thì các bạn cần gây sát thương phát là nó sẽ hồi lại dấp ảo. Đấy, rồi mình sẽ qua đảo thứ hai nha. Trông vậy mà khá là nhanh các bạn, còn 10 phút nữa. Bình thường là đến đây là chỉ còn 10 phút thôi, đến với trái bình thường ấy. Đấy, từ đầu tiên mình sẽ dụ mấy bọn này lên gần đến gần, xong mình sẽ bay lên và mình sẽ cho cái skill xuống nhá. Từ X này, rồi thả skill xuống này. Ui lượng đam khá là lớn luôn. Ok, chắc là cái video này, sau video này mình sẽ làm một cái video reset nữa và mình sẽ kết thúc kiểu như cái thử thách reset này nhá. Và mình sẽ cùng đến với một cái thử thách mới. Thật sự thì mình muốn làm video BB cho các bạn xem lắm, nhưng thật sự là mình không có cái năng khiếu ở trong cái bộ môn này. Đấy, mình đi gọi là săn multi toàn mất multi thôi, trả được multi mấy, chỉ đánh mấy quả có người chơi mà kiểu multi thấp ấy, may ra mới ăn được. Chứ gặp từ 5 triệu trở lên phát là coi như là mất multi các bạn. Đấy, mình cảm giác là mình không thể gọi là làm video BB được. Cho nên là mình sẽ làm cái thử thách các bạn yêu cầu nhá. Bạn nào mà có cái thử thách thì cứ bình luận phía bên dưới, dựa là một mình cân cái con bot admin hay là một mình làm cái gì đó ấy, cứ bình luận phía dưới cho mình. Ui lag thế nhỉ. Đấy, mình cũng đang chuẩn bị làm một cái video về gì vị trí spawn trái ác quỷ nhá. Đấy, nếu bạn thích thì bạn cân like cho mình. Đấy, đủ video đủ khoảng tầm 300 like thì mình sẽ làm cái video về truy tìm trái ác quỷ, thực ra là vị trí spawn trái ác quỷ nhá. Đấy, mình cũng gọi là nhặt nhiều trái ác quỷ là mình kiểu tích lũy được số kiến thức. Đấy, từ bảng thứ ba. Ôi nhanh phết ấy, còn 10 phút nữa các bạn. Từ mình sẽ bay lên, mình thả skill này. Đấy, lượng đam của chiêu B cực kỳ mạnh luôn. Trái này ấy, BB thực sự ấy là nó không mạnh mấy, bởi vì nó ít chiêu khống chế. Thứ hai là nó dùng chiêu delay các bạn. Đấy, cho nên là nó rất ít người chơi, mặc dù đam rất là to. Thì nó thật sự đam chắc là chỉ sau trái Phật thôi, cực kỳ to luôn. Trái độc các bạn có so sánh trái độc nó đam hơn Mắc Man thực ra ấy là Mắc Man hơn nhiều, mình nói thật sự luôn. Đấy, từ đây từ cho này một chiêu V này. Đấy, ủa ơi 7.000 đam này. Z này, X này, đây X đàn này. Đấy, chắc video sau mình sẽ một là làm cái video vị trí spawn của trái ác quỷ, hai là một cái video đi rất cuối cùng nha các bạn. Nói chung vậy rồi. Thì bây giờ mình sẽ tập trung vào đánh như các bạn. Nói chung là tập trung đánh cho nhanh các bạn. Với chừng vừa nói vừa đánh sẽ rất là chậm. Tập trung nha.
Ok, hiện tại mình đang qua cái đảo số 5 cho các bạn. Và thời gian mình còn rất là nhiều, 5 phút nữa cơ. Đấy, rất nhiều thời gian luôn. Bình thường với những cái trái thông thường ấy, ví dụ như hôm qua mình dùng trái báo ấy, là chỉ còn 3 phút thôi. Là các bạn có thể biết là cái tốc độ gọi là clear quá ở chiếc Bạc Ma rất là nhanh. Từ từ, ui, nó còn có trái quỷ spawn đây này. Thôi, để mình gọi win xong crate này mình sẽ nhặt nha các bạn. Đấy, mình cũng không biết mình có win được không. Nếu mà win được thì mình sẽ đặt cái tiêu đề là đã chiến thắng ở cái crate này nhé. Từ từ, đầu tiên là cho cái đàn này hút lại đắp ảo là vào máu đó. Ấy, ui, xả skill xuống này. Ấy, mình không sợ này luôn. Nó cứ bọn nó cứ đánh mình phát là mình sẽ xả skill ra và hồi lại máu thôi. Rồi rồi, giờ mình sẽ dùng tất cả những cái gì có thể dùng nhá. Ấy, từ 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 từ. Z này, ui, hút rồi, nó nổ phát mất thú chiêu rồi. X này, C này, ui, nổ tiếp đi. Mình không sợ đâu, từ từ. Đàn này, cho chữ X chạy đàn này, cho chạy đàn và cái đàn đúng. Rồi, xả skill tiếp này. Ui, ôi không mất tí máu luôn các bạn, các bạn nhìn máu kìa. Đấy. Rồi, dùng kiếm luôn này, xong kiếm luôn, có cái gì dùng cái đấy. Tiếp tục dùng đàn này, Z này. Rồi rồi, từ 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 từ, cho chiêu V mà này. Rồi rồi rồi, C tiếp này. X, C này. X tiếp này, Z này. Đàn tiếp này, ủa mình đánh từ nãy giờ spam khá là nhiều các bạn. Mình không biết là mình có thể tiêu diệt nó con boss hay không, nhưng mà hiện tại thì mình thấy là mình đang xả rất nhiều skill vào nó rồi. Đấy, chắc là nó mất khá nhiều máu rồi đấy. Từ 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 từ, mình chỉ sợ khi mình hết cái tập V4 này là mình không thể đánh được nó thôi. Mình phải cố gắng làm sao mà dùng nhiều chiêu nhất có thể. Với tập quỷ thì nó không thể hút nhiều máu này đâu, nhưng mà tập cá thì thực sự là rất là mạnh luôn. Rồi rồi rồi. Đấy, ở video khoảng tầm như một tháng trước sao ấy, mình có dùng cái tập cyborg với tập quỷ là không thể win được các bạn. Nói chung là không thể win được luôn. Mà ở video này thì mình nghĩ chắc khả năng cao mình sẽ win được, vì cái tập cá rất là mạnh mà. Đấy, cho đàn này, bay lên này. Rồi, xả skill một xuống này. Rồi, V này, C này, X này, F này. Tất cả những gì có mình sẽ xả hết xuống luôn. Tiếp tục đàn này, X này. Ui, rồi chỉ còn một mình con boss kia thôi. Này cho mày xong kiếm này. Z tiếp này. Rồi rồi rồi. X này, C này, Z tiếp này. Úi trời ơi, 177.000 đam. Ô, tôi chết rồi, hết tập rồi các bạn ơi. Giờ thì mình phải cẩn thận hơn nha. Nói chung là mình cũng không sợ mấy đâu, bởi vì cái tập cá nó mạnh sẵn rồi. V3 nó có cái chiêu búp giúp giảm 80% sát thương. Đây là một cái chiêu búp cực kỳ khó chịu luôn. Những cái thanh niên nào mà đi săn bounty mà chưa kiểu combo ăn sót ấy, gặp tộc cá chỉ có khóc thôi các bạn. Nói chung là cứ gặp phát là bảo là tộc cá ra các kiểu, vì tộc cá nó còn khắc chế được những cái combo đấy. Đấy, vẫn có những cái combo khắc chế được cái tộc cá nha các bạn, nhưng mà nó rất là khó luôn. Rồi mình sẽ tập trung vào cái chủ đề chính luôn đi, nói sang BB bắt cả trường. Rồi, Z này, ok, V này, ui, C này, từ 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 từ, X này, máu mình khá là nhiều các bạn. C tiếp này, từ từ á, cho cái đàn này, ấy, rồi Z này, ui, đàn gây choáng này, thêm chiêu Z ta vào thì ôi trời ơi luôn đấy. Từ 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 từ, Z này, rồi rồi rồi, từ 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 từ, cho cái đàn này, ấy, hết đàn đi, bay này, này, thả skill xuống này, V này, hiện tại còn tầm hơn 1 phút nữa các bạn, mình không biết là mình có chiến thắng không. Tại vì mình từ nãy giờ mình đánh khá nhiều máu của nó rồi mà nó vẫn chưa gọi có dấu hiệu là bay màu các bạn. Từ 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 từ. Và tập cá này, nó nổ đau quá, cho chiêu đàn này. Rồi 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 rồi. Từ á, mình bay đi mình dùng chiêu V, Z ạ. Đấy, C này, X này. Từ 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 từ. X tiếp này. Rồi rồi, bay lên này, Z xuống này. Đấy, lượng đam rất là nhiều. Từ từ, phải tiết kiệm máu các bạn, nó phát là mình còn rất ít máu luôn đấy. C này, Z tiếp này, từ từ từ, cho xong luôn các bạn, vãi trưởng. Vậy là mình đã hoàn thành cái quest này các bạn ơi. Nhưng mà từ từ á, mình sẽ đi nhặt trái quỷ nha. Nhặt xong rồi chúng ta sẽ công nhận nha, để xem mình nhặt được cái gì nào. Ui trái kim cương à. Thôi rồi, trái này thì nó quá cùi rồi. Để xem lưu trữ được không nha. Không à. Ok, thì giờ mình sẽ cẩn thận luôn nha các bạn. Nói chung là khi các bạn kết hợp cái tập cá V4 và trên Magma là các bạn có thể chiến thắng được cái red
Phật tổ khá là dễ dàng luôn, một trong quest khó nhất trong lịch sử ấy. Thì không còn gì để nói thêm nữa. Rồi chắc mình sẽ kết thúc video này thôi. Và nếu như các bạn thấy video hay thì nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Rồi tạm biệt các bạn nha. Bye bye.